Cùng với những nỗ lực của nhà nông, nhưng là các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, huyện Lạc Dương đã có nhiều định hướng và giải pháp tác động, hỗ trợ mỗi năm. Trong đó, bên cạnh cây cà phê chè, thì rau củ quả cũng là nhóm cây trồng được khuyến khích phát triển theo hướng công nghệ cao, nông nghiệp thông minh. Huyện Lạc Dương hiện có khoảng 12.000 ha đất sản xuất nông nghiệp, trong đó có hơn 800 ha sản xuất rau, hoa, củ quả, được canh tác trong nhà kính, nhà lưới. Công nghệ tưới bón phân hiện đại được áp dụng tương đối đồng bộ, Nhờ vậy mà chất lượng nông sản của nông dân Lạc Dương đã được cải thiện. Sản lượng trung bình của các loại rau hoa đạt lần lượt là 155.700 tấn một năm và 365.700 cành một năm. Hiện những diện tích rau củ quả được trồng trong nhà kính cho thu nhập bình quân khá cao từ 800 triệu đồng đến 1 tỷ đồng một hecta một năm. Hoa ước đạt từ 1 đến 1,5 tỷ đồng một hecta một năm. Cá biệt, hoa lì lì đạt 2,5 đến 3 tỷ đồng một hecta một năm. Để tiếp tục đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao trên các loại cây trồng thế mạnh, huyện Lạc Dương đã được phê duyệt 4 khu và một vùng quy hoạch sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Trong đó, khu nông nghiệp công nghệ cao quốc gia được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại xã Đà Sa với quy mô gần 230 hectare chuyên sản xuất rau hoa cao cấp các loại để phục vụ xuất khẩu.